Vâng, xin chào bác, đứng bên kia kia xe đạp. Và mày giới thiệu bác một mẫu gian touring, gian liver model online, với cái tông màu chủ đạo tông màu đen sáng bóng trên khung xe. Đây là cái mẫu dòng gian đầu tiên về bên em, dòng liver online với tông màu đen. Xe còn rất là mới, em đánh giá tổng thể xe mới trên 95%, rất là đẹp xe. Và bây giờ xin mời anh đổi chiếc xe. Vâng, xin cùng chúng ta, đây là cái mẫu dòng gian touring liver model online. Đây là một cái mẫu xe dòng thương hiệu gian touring đầu tiên về bên cửa hàng bên em. Thì trước đây em có rất nhiều mẫu gian touring, các model FCR và dòng gian Escape. Thì đây là mẫu gian online, model online đầu tiên về cửa hàng bên em. Xe độ em đánh độ mới, anh đánh giá là trên 95%, rất là mới, xe chỉ mới đi lướt qua thôi. Tổng thể xe là tông màu đen, chủ đạo màu đen, điểm chỉ những cái màu sắc trên khung xe rất nổi bật. Đây là cái mẫu dòng xe khung thiết kế theo cái mô hình dòng xe city bike, đường phố, thể thao trên mọi địa hình. Thiết kế là cái gióng khung nó hơi cong bên phía bên dưới đây, hơi cong một chút, khá là khác biệt so với những dòng gian Escape trước đây em từng giới thiệu qua. Đây là cái model mới nhất hiện tại, cái model dòng gian này năm 2020. Đánh giá tổng thể xe là tầm 95%, xe mới sử dụng đi lướt qua luôn, còn rất là mới xe. Tổng thể xe có tông màu đen, dành cho bác ưa thích tông màu tối, màu đen bóng, bên trên được phủ bóng đen bóng. Đây là mẫu dòng xe rất là dễ đi sử dụng cho các bác, đạp trên mọi địa hình rất là dễ dàng sử dụng cho các bác đạp xe thể thao ưa thích những dòng touring, thì đây là một lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Cổ phốt ghi đông chính hãng nguyên bản theo xe của gian, cổ phốt ghi đông nhôm còn rất là mới luôn các nhé. Hiếm là ít về cũng dòng xe touring mà còn được mới giữ chất lượng xe như vậy ở bên em. Xe trang bị với bộ tay bấm xả 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Tay lắm cao su đúc có báng, cầm rất là tiện lợi và êm tay, có báng vào tay cầm nhé. Cho bác đi xe chống mỏi tay. Đằng trước sử dụng cái cụm phanh dầu thủy lực Techo. Bên phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Và cụm phanh sau được sử dụng cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Techo. Rất là khỏe xe, cái tông màu đen bóng, tông màu chủ đạo cũng tông màu đen. Càng còn rất là mới. Vành nhôm, vành đĩa bản 3 phân kết hợp với những cái dòng xe đua, bản này bản cao, bản đĩa bản cao chính hãng của dòng Rally. Lốp có chính hãng của lốp gian 700x35C. Bề mặt lốp thì to hơn những cái bề mặt lốp của touring dòng gian Escape. Escape là 700x28 32, thì đây là 700x35. Rất tiện lợi cho các bác đi trên mọi địa hình. Nguyên bản theo xe. Xe rất là mới. Lốp cũng còn rất là mới. Tất cả bộ dây được chạy dưới gầm khung. Dây đĩa đề chạy dưới gầm khung thôi. Bọc yên chính hãng của gian, bản cao xe yên chính hãng của gian, của gian ly luôn, bản cao xe. Đây là chữ gian này, có gian size F.
tiếng về một chiếc dòng Gian Touring được mới như vậy. Và cái model xe này em về là cái model đời mới của dòng Gian, dòng Li, Gian Line, An Line. Trang bị 18 tầng lip chính hãng của Shimano, lip đen, nguyên bản nhau xe, xích lip còn rất là mới luôn không nhá. Gạt đĩa, gạt lip bên trong là cũng trong suốt này, xe rất là ít sử dụng nhưng mà cũng còn giữ nguyên. Củ đề sau là củ đề Shimano Tuley. Vành đằng sau cũng là vành của Gian, Gian Li. Lốp là lốp chính hãng nguyên bản cho xe nhé. Lốp nguyên bản, lốp của Gian luôn. Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bác để đi những dòng mẫu touring cơ bản, rất là dễ dàng sử dụng và xe cũng rất là mới, model mới nhất hiện tại, dòng thương hiệu Gian, dòng touring. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Còn chiều cao đứng của xe là size 44. Khung ngang của xe là size 54. Tức là tầm các bác cao 1m55 đến tầm 1m7 đi vừa chiếc xe. Xe trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Lên lip rất là mượt và trơn tru các nhá. Rất là ít đi, dòng xe rất là ít đi. Xe mới chỉ đi lướt qua thôi. Bên phải em là 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Phanh trước và phanh sau là sử dụng với cụm phanh dầu. Phanh dầu luôn đấy. Đây là cái mẫu thiết kế nhất của dòng Touring thương hiệu Gian, dòng Gian Li, model A-Line. Được thiết kế với cái cung vòm bằng ở phía bên dưới xe. Rất là mới. Vâng, em đợi giá tổng thể xong chiếc xe Gian Touring, Gian Li và model A-Line năm 2020. Và xe mới chiếm 95%. Và xe giá tốt bên em là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là con tương liên hệ qua Zalo 0975 709 943. Còn lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Mọi người gặp lại chương ngày mai.